Dạ vâng, em số 7 đang lại xin chào toàn thể các bác làm thợ nuôi ong. Thì nội dung của video ngày hôm nay thì cơ sở bên em lại xin tổng hợp từ các bác về tất cả những cái mẫu máng dành cho ong ăn si rô đường cũng như là cho ong uống nước. Thì đi chi tiết về từng cái mẫu máng để cho các bác cùng tham khảo. Đầu tiên thì xin giới thiệu từ các bác là về cái mẫu máng rẻ tiền nhất. Mẫu máng rẻ tiền nhất nó là cái mẫu máng mỏ vịt. Về ưu điểm của mẫu máng mỏ vịt thì cái thứ nhất là con ong nó không bị đuối bên dưới này. Và cái thứ hai nữa là khi sử dụng nó rất là tiện. Các bác cho ong ăn trực tiếp ở trên cái chai 1 lít đấy, hoặc là chai 0.75 thì nó sẽ chảy trực tiếp cái dòng si rô đường hoặc là mật các bác cho ra đây này. Đấy, con mẫu máng này là mẫu máng 3 ngăn. Đấy, giá cả của nó thì chỉ có 5.000 đồng trên một cái thôi. Đấy, cái này thì nó có gen xoáy này. Về cái mẫu máng này thì được các bác sử dụng rất là nhiều từ năm 2020 đến hiện nay là 2021 thì các bác vẫn sử dụng cái này đều. Bởi vì cái này thì khi cho ăn thì cái thứ nhất là si rô đường nó sẽ không bị tràn chế, và cái thứ hai nữa là về mùa hè các bác cho ong uống nước ấy. Đấy, uống nước thì trực tiếp ở trong chiếc thùng nuôi ong thì tránh tình trạng đàn ong nó phải đi kiếm cái nguồn nước xa làm thất thoát cái đàn ong ở trong ngày hè. Còn tiếp theo thì xin giới thiệu tới các bác là về cái mẫu máng dành cho ong lội. Đây ong lội đây các bác này. Về mẫu máng này thì thể tích của nó thì nó rơi vào tầm khoảng 1 lít này các bác này. Đấy, giá cả của nó thì chỉ có vài nghìn đồng trên một cái thôi. Đấy, rất là rẻ. Đối với mẫu máng này thì tất cả những cái mẫu máng thì bên cơ sở em đều có cái gò. Đấy, để cho ví dụ ong nó có ngã xuống nó có bò lên được. Đấy, bò lên được. Đấy, tất cả đều có gò này các bác. Hàng này thì nguyên liệu để làm nên nó thì được làm bằng nhựa. Đấy, cái này thì nhựa đục đây. Đấy, máng cho ong ăn, cho ong lội ăn thì nó chỉ tầm cỡ như thế này thôi. Tính từ mặt đây lên đây nó chỉ rơi vào tầm khoảng 4 phân thôi. Đấy, thì khi các bác sử dụng cái cầu 4221 đấy, 4221, 4222 cũng được. Đấy, thì nó sẽ thừa ở trong cái lành lòng thùng nó tầm khoảng 6 phân hoặc là 5 phân thì các bác đóng cái máng ăn này vào thì nó không bị kích cầu này. Đấy, rất là tiện lợi để cho các bác sử dụng. Còn tiếp theo thì xin giới thiệu tới các bác là về cái mẫu máng dành cho cả ong lội và ong ngoại. Mẫu máng này thể tích của nó thì là hơn 1 lít này. Mẫu máng này thì nó khá là sâu. Đấy, chiều sâu tính từ dưới lên nó rơi vào tầm khoảng 4 phân. Đấy, chiều dài thì nó rơi vào tầm khoảng 3 mấy phân. Chiều rộng thì nó rơi vào tầm khoảng 17 phân, 16, 17 phân. Đối mẫu máng này thì về cái nhựa thiết kế đến nó thì nó khá là dẻo các bạn. Đấy, rất là dẻo. Cái này thì ví dụ có gửi đi cho các bác hoặc là va quẹt vào đâu thì nó cũng không bao giờ bị vỡ cả. Đấy, vỡ cửa cạnh góc hoặc là vỡ ở chỗ phía nào đó. Còn về cái mẫu máng này thì nó vẫn có những cái gờ để cho ong lên này. Đấy, máng cực kỳ là đẹp, máng dày. Cái mẫu này thì dày hơn, giá cả của nó thì hơn 10.000 đồng trên một cái. Còn tiếp theo thì là về cái mẫu máng gác cầu. Mẫu máng này thì tiêu chuẩn của nó đầu tiên thì nó dành cho ong ngoại các bạn. Đấy, tiêu chuẩn của nó bây giờ hiện tại chiều dài của nó là 48 này. Đấy, khi các bác muốn mua sử dụng trong lội thì về các bác sẽ cắt rốn đi, cắt rốn hai đầu. Đấy, để thành 42 thì các bác sẽ sử dụng nuôi ong lội được. Đấy. Mẫu máng này là mẫu máng gác cầu 2 ngăn. Đấy. Máng gác trực tiếp ở trên xà cầu. Ưu điểm của cái này thì các bác cho ong ăn thì các bác sẽ nhìn thấy cái mực độ nước hoặc là si rô đường các bác rót vào. Đấy, và cái này rất là chắc, nó sẽ không bị ửa. Đấy, ví dụ mà có chứa thể tích của nó 1 lít chẳng hạn thì nó sẽ không bị ửa các bác nhé. Về mẫu máng này thì giá cả của nó là đắt nhất trong tất cả các mẫu máng, nó là 12.000 đồng trên một cái máng như thế này. Đấy, gờ này, ví dụ ong có ngã xuống thì đây nó có gờ lên. Đấy, hàng bên cơ sở em bán cho các bác ấy thì các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nên là các bác yên tâm. Đấy, từ chất lượng về tới cái giá cả. Đấy, hàng thì đồng kiểm trước mặt bưu tá. Hàng đến mà nó bị lỗi hỏng đâu thì các bác không lên thanh toán. Đấy, giả về cho người giao hàng. Ví dụ hàng đến mà chất lượng ok thì các bác thanh toán đối với người giao hàng. Còn một video thì cơ sở bên em xin tổng hợp tới các bác là về ba cái mẫu máng dành cho ong mật ăn. Để bác nào mà có nhu cầu về cái mẫu máng nào thì các bác liên hệ trực tiếp cho bên cơ sở em thông qua số điện thoại em để dưới tiêu đề. Còn bây giờ thì em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những cái video lần sau.